nhiều điều thú vị để chia sẻ. Đối với bản thân tôi thì như các quý vị thấy thì là sau một tháng tôi cùng với anh Lê Hồng Sơn ở trung tâm ca nhạc nhẹ cùng với Sở Văn hóa và Thể thao đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng cho chương trình lễ hội âm nhạc Hò Dô lần này. Thì hôm nay thì chúng ta đã có đầy đủ tất cả các thành viên tham gia vào chương trình lễ hội của chúng ta trong 3 ngày. Và tôi cũng xin giới thiệu qua các cái nhóm nhạc đã được chúng tôi mời về lễ hội của Hò Dô lần này. Thì trong cái ngày đầu tiên thì chúng ta có phần mở màn rất là quan trọng và cũng rất là chất lượng. Và đối với tôi thì đây là một trong những cái phần mở màn mà được trung tâm ca nhạc nhẹ đầu tư rất là kỹ lưỡng và mời hai trong số những cái tài năng trẻ mà tôi nghĩ là đánh giá rất cao hiện nay, đó là Trần Nhật Minh, nhạc trưởng Trần Nhật Minh và nhà sản xuất âm nhạc Lê Thanh Tâm sẽ phụ trách cái phần mở màn của lễ hội Hò Dô. Phần của anh Trần Nhật Minh và Lê Thanh Tâm đấy chính là phần kết hợp giữa ban nhạc Flash Band của anh Lê Thanh Tâm cùng với Sài Gòn Pop Orchestra của anh Trần Nhật Minh sẽ tập trung vào những cái giai điệu, những cái điệu lý câu hò mang đậm tính chất Nam Bộ, kết hợp cùng với nhiều cái ngôn ngữ âm nhạc đương đại như là world music, funky. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một trong những cái phần mở màn mà đáng để chờ đợi, bởi vì bản thân tôi cũng đã nghe qua những cái bản demo của dàn nhạc đã từng tập với nhau, thì thực sự đây là những cái điều bất ngờ mà tôi cũng rất là mong đợi cho cái phần khai mạc lễ hội lần này. Tiếp theo đó thì trong cái ngày đầu tiên thì chúng ta cũng còn có ban nhạc Esser Quintet đến từ nước Nga. Đây là một ban nhạc rất là đặc sắc. Họ thì trình diễn với tất cả những cái nhạc cụ dân gian của nước Nga. Nhạc cụ dân gian của nước Nga thì các bạn cũng đã đâu đó đã từng biết tới là rất là phong phú về ngôn ngữ âm nhạc cũng như là giai điệu cũng như là hòa thanh. Tuy nhiên thì lần này họ không chỉ mang đến những cái giai điệu Nga đặc sắc mà họ còn chơi cả những cái bài hát hit của thế giới đang thịnh hành hiện nay với gọi là những cái nhạc cụ của nước Nga. Thì tôi nghĩ đây cũng là một phần trình diễn rất là đặc sắc trong lễ hội lần này. Tiếp tới thì trong đêm khai mạc đầu tiên thì chúng ta còn có một phần trình diễn đặc biệt khác, đấy là chính là phần trình diễn của nhóm Vocal Tempo. Đây là một trong những nhóm a cappella gọi là đình đám nhất của Tây Ban Nha hiện nay. A cappella của Vocal Tempo đã từng quán quân của X Factor Tây Ban Nha, thì lần trước họ báo chúng ta cũng đã biết qua rồi, và họ sẽ kết hợp cùng với nghệ sĩ đương đại Ngô Hồng Quang của Việt Nam. Họ cũng đã có những cái buổi tập rất là chất lượng ở tận châu Âu với nhau cách đây một tháng, và lần này thì họ sẽ mang một trong rất là nhiều những cái nhạc phẩm đặc sắc của châu Âu, của thế giới và của Việt Nam chúng ta trong cái phần trình diễn của nhóm Vocal Tempo. Và để kết thúc cái đêm diễn đầu tiên thì chúng ta còn có một cái nhóm gọi là nhóm chống taiko rất là đặc sắc của Nhật Bản. Ở đây thì chúng ta cũng nhiều người cũng đã biết đến cái nghệ thuật chống taiko của Nhật Bản rồi. Tuy nhiên thì đây là một trong những cái nhóm chống taiko xuất sắc nhất của Nhật Bản hiện nay, và họ đã từng đi trình diễn rất nhiều các cái festival âm nhạc trên thế giới. Và chúng tôi rất là may mắn đã có được cái sự nhận lời của họ để tham gia vào cái lễ hội đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh. Đấy là cái ngày trình diễn đầu tiên. Chúng ta đã bắt đầu từ lúc 19 giờ, thành ra là
chỉ có 4 cái ban nhạc trong đêm diễn đó, bởi vì cái thời gian của chúng ta sẽ chỉ có tới 11 giờ là kết thúc thôi. Thành ra là chúng ta bắt đầu cái đêm thứ 6 ngày 13 đó từ 19 giờ và lễ khai mạc, sau đó chúng ta sẽ có 4 ban nhạc theo nhau trình diễn. Vào cái ngày diễn thứ hai thì vừa rồi thì tôi có giới thiệu qua tất cả các nhóm nhưng mà nó không theo thứ tự trình diễn. Tôi nghĩ là tôi sẽ giữ cái phần bất ngờ đấy cho khán giả, bởi vì tôi muốn tất cả các khán giả đến không vì một nhóm nào cả, mà muốn khán giả đến để có thể thưởng thức tất cả những cái ban nhạc đặc sắc mà chúng tôi mang tới lễ hội lần này. Vào ngày thứ hai thì chúng ta có khá nhiều ban nhạc và chúng tôi sẽ bắt đầu rất là sớm từ ngày thứ bảy trở đi thì chúng tôi bắt đầu lễ hội từ 17 giờ và 17 giờ 30. Là hiện giờ thì tôi đang giới thiệu với các bạn là cái phần âm nhạc chính trên sân khấu chính của lễ hội. Chúng tôi có hai cái sân khấu, một sân khấu là một sân khấu mở gọi là open stage và một sân khấu là sân khấu chính main stage. Thì hiện giờ tôi đang giới thiệu với các bạn là những cái phần trình diễn của các cái nhóm ở trên cái main stage. Ngày thứ hai thì chúng ta có cái nhóm nhạc Việt Nam All Star, thì tôi trước cũng đã giới thiệu rồi. Đây là một cái nhóm nhạc mà bản thân tôi cũng cực kỳ hy vọng, bởi vì họ là đại diện những cái nhạc sĩ, ca sĩ và các nhà sản xuất, những cái người mà đã làm nên cái diện mạo âm nhạc của Việt Nam, gọi là âm nhạc đại chúng Việt Nam trong vòng 20 năm qua. Thì đây là lần đầu tiên mà tôi nghĩ rằng chắc cũng khó có lần thứ hai, bởi vì tập hợp được những nhân vật này vào trong một cái nhóm nhạc thì gần như là một điều không thể. Thì chúng tôi cũng đã giới thiệu qua với các bạn là về các nhà sản xuất như là Hoài Sa, Đức Trí, Anh Quân, Dũng Đà Lạt, và mới đây nữa thì có thêm cả chị Phương Uyên cũng sẽ tham gia vào nhóm nhạc này. Hai ca sĩ chính của nhóm nhạc là Thu Minh và Hồng Hạc Hà thì mọi người cũng đã biết. Tiếp theo là trong cái ngày thứ hai thì chúng ta còn có nhóm nhạc mọi người chiếu lên cho anh đọc. Tại vì cầm bên này là phải đeo kính, tuổi cũng trong cái ngày thứ hai thì chúng ta còn có một cái nhóm kèn gọi là nằm trong cái chương trình Hò Dô Talent Support, tức là hỗ trợ tài năng trẻ. Một trong những phần rất là quan trọng của lễ hội Hò Dô là chúng tôi luôn mở cửa và giới thiệu những cái nhóm nhạc trẻ đặc sắc và họ còn ít cơ hội trình diễn ở những cái chương trình lớn. Thì chúng tôi có chọn 4 cái nhóm nhạc đại diện cho những cái nhóm nhạc trẻ khá là đặc sắc của Việt Nam chúng ta hiện giờ, là nhóm Yellow Star. Đây là một cái dàn nhạc kèn đến từ trường Đại học Văn hóa Quân đội và họ sẽ trình diễn khoảng 30 phút những cái sáng tác riêng của mình, và những cái phần trình diễn nhạc của ban nhạc kèn cũng khá là hiếm có ở thị trường Việt Nam hiện nay. Và đây là một nhóm nhạc được đào tạo rất là bài bản, và chúng tôi có chủ đích là muốn giới thiệu những cái người trưởng thành trong cái môi trường gọi là đào tạo rất là chỉn chu. Thì đây là một trong những nhóm nhạc mà tôi nghĩ là họ sẽ đại diện cho những cái tiêu chí đó. Tiếp đến thì chúng tôi còn có ban nhạc Mos Capella. Thì đây là một cái nhóm nhạc của Moscow. Họ cũng là một nhóm nhạc a cappella, tuy nhiên thì họ trưởng thành trong một cái thế giới cũng rất là đặc biệt, đấy là họ hát thường hát ở trong nhà thờ, nhưng mà những cái giai điệu và những cái cách hòa âm của họ cũng là một cái điều mà chúng ta cũng rất là ít cơ hội được thưởng thức. Thì nhóm Mos Capella sẽ trình diễn một cái set khoảng 30 phút tại lễ hội của chúng ta lần này.
tiếp đến đêm thứ hai chúng ta có một cái nhóm nhạc gọi là nhạc cheese. Nhóm nhạc cheese này là đại diện cho một cái thị trường mà chúng ta hầu như là chưa được biết tới ở Hàn Quốc. Chúng ta chỉ quen với những cái gọi là idol của Hàn Quốc nhiều hơn là những cái nhóm nhạc indie. Mà thực ra thì thị trường Hàn Quốc với những cái nhóm nhạc như thế này mới là một cái sự đặc sắc của thị trường Hàn Quốc. Và Cheese là đại diện cho một cái lớp một cái làn sóng rất trẻ của âm nhạc indie Hàn Quốc, mà chúng ta cũng đã biết là thị trường âm nhạc Việt Nam cũng có rất là nhiều nhóm indie mới xuất hiện cách đây 1-2 năm, thì Hàn Quốc họ đã có cái làn sóng đấy cả chục năm nay rồi, và họ cũng có một cái đời sống âm nhạc cực kỳ phong phú và đặc sắc. Và chúng ta sẽ có nhạc Cheese chơi live band tại lễ hội của Hòa Dung. Còn tiếp đến là nhóm Chili sẽ đại diện cho cái làn sóng indie của thị trường âm nhạc chúng ta trong 2-3 năm gần đây. Họ là một trong những cái nhóm nhạc indie mà bản thân tôi cũng rất là yêu thích, và hàng ngày đi trên xe ô tô của tôi thì tôi luôn luôn được nghe cái nhóm nhạc này hát, bởi vì con gái của tôi là một fan rất là bước của Chili. Và với Chili thì tôi nghĩ là đây thực sự là một cái đại diện rất là xứng đáng để chúng tôi chọn họ trong cái phần họ dùng talent support, bởi vì không ai có thể xứng đáng Chili với những cái gì họ đã làm trong 2 năm vừa qua. Họ không chỉ là nhóm nhạc indie, nhưng mà họ thậm chí là có cả những cái bài hát được rất là nhiều người hâm mộ trong cả những cái thị trường gọi là đại chúng. Rất là hiếm có những cái nhóm nhạc nào mà được có cả thành công ở thị trường đại chúng lẫn cả trong cái giới indie. Rồi phần còn lại sẽ là nhóm nhạc La Chiva Gantiva, thì đây là một trong những cái phần trình diễn có thể nói là sẽ được nhớ tới trong cái lễ hội Hòa Dô lần này, bởi vì đây là một nhóm nhạc Latin. Họ đến từ phần lớn họ đến từ Colombia, và cái thể loại nhạc họ chơi cũng khá là đặc sắc, đấy là Latin Fusion, tức là pha giữa Latin với nhiều cái thể loại âm nhạc đến từ các nước khác nhau, trong đó là đặc biệt là những cái gọi là làn điệu đến từ châu Phi kết hợp với các làn điệu Latin. Trong nhóm này còn một cái điều đặc sắc nữa là có một anh chơi saxo chính của ban nhạc này là người Việt Nam, và không biết là anh có nói được tiếng Việt không, nhưng mà anh ấy rất là yêu Việt Nam, và đây là lần đầu tiên anh ấy tới Việt Nam. Trong tất cả các phần trình diễn của nhóm La Chiva Gantiva trên khắp các thế giới, trên khắp những cái chương trình lễ hội trên thế giới, thì anh ấy cũng tên là Tuấn đấy ạ, anh ấy đều mặc cái áo cờ đỏ sao vàng để trình diễn trong tất cả các lễ hội, rất là đặc biệt. Và lần này anh ấy đến đây cũng có gọi là trưởng nhóm, cũng giới thiệu với tôi và nói rằng là hy vọng là nhiều nhà báo sẽ khai thác và hỏi về cái sự trưởng thành của anh ấy, cũng như là cái sự hoạt động của anh ấy trong ban nhạc La Chiva, bởi vì đây là lần đầu tiên anh ấy về nước và muốn có cái cơ hội được tiếp xúc với nhiều hơn khán giả của Việt Nam. Ban nhạc Cá Hồi Hoang thì tôi nghĩ là ai cũng đã biết rồi, họ cũng quá nổi tiếng và rất được yêu thích ở trên thị trường âm nhạc Việt Nam, và họ sẽ là cái nhóm nhạc đại diện cho cái làn sóng indie sẽ trình diễn vào cái đêm thứ ba của lễ hội. Đêm thứ ba của lễ hội thì cũng bắt đầu khá sớm, từ cũng 17:30. Chúng tôi có đêm thứ ba chúng tôi có nhiều ban nhạc hơn,
có khoảng 7 ban nhạc tất cả chở trên sân khấu chính. Thì cá hồi ban sẽ là một trong những ban nhạc đấy. Trong cái đêm thứ ba thì còn một phần trình diễn nữa, đấy là phần trình diễn của anh Nguyên Lê, là một trong những cái nhà sản xuất cũng như là người chơi guitar gọi là trong, tôi nghĩ là trong top 10 của thế giới. Bởi vì cái sự đặc sắc trong âm nhạc của anh Nguyên Lê đấy là chính là anh ấy mang rất nhiều cái ngón đàn mà liên quan đến cái đàn phím lõm cải lương ấy. Thì anh kết hợp vào trong cái nhiều cái sáng tác của anh ấy, kết hợp vào trong cả kỹ thuật chơi guitar của anh ấy, làm nên cái điều rất là đặc sắc. Mỗi lần anh chỉ diễn thành ra là tiếng đàn của guitar của Nguyễn Lê được biết trên toàn thế giới bởi vì cái chất rất là Việt Nam như thế. Lần này anh đến Việt Nam với cái ban nhạc The Stream với rất là nhiều nhạc công đến từ nước Pháp, và đặc biệt là sẽ có ca sĩ Trần Thu Hà lần này sẽ đảm nhiệm phần vocal chính cho anh Nguyễn Lê cùng với nghệ sĩ saxophone là Trần Mạnh Tuấn, cũng là những cái gương mặt rất là tiêu biểu của âm nhạc đương đại Việt Nam kết hợp với anh Nguyễn Lê. Ngoài ra trong ban nhạc của anh Nguyễn Lê còn có anh Cường Vũ, cũng là một trong những cái nhạc công trumpet hàng đầu thế giới, bởi vì anh đã từng có được 2 Grammy cùng với ban nhạc cả Pat Metheny, là thần tượng của tất cả các cái nhạc công ở trên thế giới. Thì anh Cường Vũ cũng sẽ kết hợp với anh Nguyễn Lê, Trần Thu Hà, Trần Mạnh Tuấn và Swing Band. Một phần trình diễn cũng tôi nghĩ là rất được chờ đợi, đấy chính là phần trình diễn của Ricky K. Anh Ricky K này là người Ấn Độ đầu tiên được Grammy trong cái gọi là cái thể loại âm nhạc New Age. Thể loại âm nhạc New Age này đối với bản thân tôi thì cũng là một cái thể loại rất là mới mà tôi rất là mong muốn để được khám phá cũng như là được gọi là trải nghiệm. Đây là một cái thể loại âm nhạc nó pha giữa những cái yếu tố Ấn Độ rồi là Châu Phi rồi là những cái nhịp điệu rất là đặc sắc của những cái trống tabla Ấn Độ, là những cái phần trống mà mang rất là những nhịp điệu rất là khó cho người chơi nhưng mà lại mang lại rất nhiều cái hứng khởi cho người nghe. Thì đấy là phần trình diễn của Ricky K với New Age, một cái thể loại âm nhạc mới đối với cả tôi. Thì tôi nghĩ là những cái phần âm nhạc mà nó còn hiếm ở trên thị trường Việt Nam thì đấy chính là một trong những điều mà làm nên cái lễ hội âm nhạc lần này, đấy là giới thiệu với khán giả cũng như là giới chuyên môn về những cái thể loại âm nhạc mà chúng ta cũng còn ít được chứng kiến ở trên những cái sân khấu ca nhạc Việt Nam. Và đây là thực sự là một cái cơ hội mở mang không chỉ cho những người làm nghề chúng tôi, mà tôi nghĩ là khán giả có thể mở rộng rất là nhiều cái biên độ nghe nhạc của mình. Một điều mà tôi nghĩ là tất cả những cái festival âm nhạc mang lại cho tất cả chúng ta, đấy là những cái sự khám phá những cái thể loại âm nhạc mới. Và một nhóm nhạc gọi là Cosmopolitan Urban, đây là nhóm nhạc của hai nhạc sĩ đến từ nước Úc. Hai anh là gốc Hy Lạp nhưng mà họ là những cái nhạc công hàng đầu của nước Úc hiện nay, có mặt hầu hết trong tất cả những cái bản ghi âm mà những nghệ sĩ hàng đầu của nước Úc đã từng tham gia, thì hai anh đã đều có mặt. Thì lần này hai anh đến với Việt Nam kết hợp cùng với anh Dũng Đà Lạt, nhạc sĩ Nguyễn Nam từ Hà Nội sẽ tham gia một cái nhóm tứ tấu, trong đó có cả anh Lê Thanh Tâm cũng sẽ tham gia một cái phần trình diễn rất là đặc biệt trong cái nhóm Cosmopolitan Urban. Đây là nhóm nhạc jazz funk và họ sẽ trình diễn cái album gọi là Cosmopolitan của anh Tas Petridis, người chơi guitar bass. Cũng là một cái album rất là đặc biệt bởi vì là album này được sản xuất chính tại Việt Nam. Những nhạc công Việt Nam tham gia cùng với rất là nhiều các nhạc công ở trên thế giới cùng một lúc,
họ gửi đi gửi lại với nhau đánh gọi là thu âm cùng với nhau qua gọi là thậm chí là qua internet và tạo nên một cái album được sản xuất tại Việt Nam, nhưng mà lại là một album jazz đương đại rất là chất lượng. Một nhóm nhạc tiếp theo là Asian Music Ensemble, một nhóm nhạc cũng rất là đặc biệt, là họ đến từ rất là nhiều nước, từ Việt Nam, Trung Quốc, Mông Cổ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Họ là một nhóm nhạc cũng đã tham gia rất là nhiều cái festival âm nhạc trên thế giới, đặc biệt là ở châu Á. Họ đã từng tham gia rất những cái festival âm nhạc tại Hàn Quốc và thu được rất là nhiều thành công. Và lần này chúng tôi cũng rất là may mắn là mời được họ tham gia, bởi vì họ cũng không phải là một nhóm nhạc hoạt động thường xuyên với nhau. Mỗi lần có một chương trình gì đặc biệt, họ sẽ phải tập trung lại từ rất là nhiều nước trên thế giới về một nơi để tập và trình diễn. Nhóm nhạc Windrunner Band thì là một nhóm nhạc hoàn toàn mới ở trên thị trường Việt Nam. Đây là nhóm nhạc được chúng tôi tuyển chọn trong cái phần Hozo Talent Support, tức là gọi là giới thiệu cũng như là tìm kiếm những cái tài năng trẻ. Thì đây thực sự là một nhóm nhạc tài năng. Có một cô ca sĩ tên là Nân, thực ra là trên thế giới mạng thì cô ấy khá là nổi tiếng bởi những cái sáng tác rất là mới mẻ của mình. Tuy nhiên lần này thì cô ấy tham gia trong một cái nhóm nhạc mà tên là Windrunner, và trong đó có nhạc công đến từ Anh Quốc, đến từ Việt Nam. Họ thậm chí cũng đã được một trong những gọi là label, hãng thu âm ở bên Mỹ ký hợp đồng sẵn từ 2 năm nay. Thì lần này họ mới là lần đầu tiên chính thức chỉ diện tại Việt Nam. Đấy là còn nhóm nhạc SGO 48 cũng là một trong những khuôn khổ là tìm kiếm tài năng của chúng tôi. Thì chúng tôi muốn giới thiệu một cái gọi là cái công nghệ mới, công nghệ đào tạo idol mới theo cái cách rất là Nhật Bản. Thì họ làm cái nhóm nhạc tập hợp khoảng 18 đến 20 người cùng nhau trình diễn và sống trong một cái tập thể được đào tạo cũng như được đào tạo trình diễn học tập với nhau trong một cái gọi là trong một cái không gian chung. Và đấy là cái cách làm khá là mới mẻ của người Nhật Bản. Và cái mô hình này thì nó không chỉ có ở Nhật Bản mà nó có cả ở bên Indonesia, Thái Lan, Ấn Độ và bây giờ là Việt Nam. Thì đây là một cái mô hình đào tạo idol cũng khá là mới, thì chúng tôi muốn chọn để giới thiệu với khán giả, không chỉ là những nghệ sĩ mà còn cả những công nghệ đào tạo nghệ sĩ của Nhật Bản. Đấy là sơ bộ là những thành phần tham gia vào cái lễ hội âm nhạc lần này.